Chào Billy, bạn đang di chuyển gạch đá từ căn nhà bị dỡ ra sao? Tuyệt đó. Billy, đằng sau bạn, Billy, bạn có sao không? Cảm ơn trời, và ngôi nhà cũng không bị thiệt hại gì hết. Tốt quá, không cần phải lo lắng gì rồi. Ôi không, Billy, lần này bạn thực sự không sao chứ? Được rồi, hãy tới tìm rửa xe của Tom nào. Mình chắc anh ấy sẽ giúp bạn làm sạch sẽ ngay thôi. Chào Tom, bạn có những bông hoa thật đẹp. Nhưng mình không chắc Billy sẽ yêu thích chúng đâu. Một chậu hoa từ ngôi nhà đã rơi xuống và trúng vào đầu anh ấy. Bạn có thể rửa sạch cho anh ấy chứ? Thật tuyệt, Billy. Hãy theo Tom và Tom nhí vào tìm rửa xe nào. Bạn sẵn sàng chưa, Billy? Được rồi, Tom và Tom nhí. Bắt đầu thôi. Chúng ta làm gì trước đây? Đúng là ý kiến hay. Hãy dùng vòi sen để rửa trôi những đất cát của chậu hoa. Chà, chậu hoa đã rơi xuống rồi. Nhưng mình nghĩ nước chỉ làm cho đất cát thêm nặng và dính hơn. Tom, Tom nhí à, có ý kiến nào để làm sạch đất cát không? Một cái xẻng. Em nghĩ nó sẽ hiệu quả sao? Được rồi, hãy thử nó nào. Không cần phải lo lắng đâu, Billy. Chúng sẽ không làm xước lớp sơn của bạn. Thấy không? Mình nói rồi mà. Không còn dấu vết đất cát trên người bạn nữa. Giờ chỉ cần rửa sạch và sấy khô bạn là bạn có thể đi được rồi. Xong rồi, giờ hãy dùng vạt gió để sấy khô bạn và bạn có thể đi ngay. Xong rồi, chúng ta đã hoàn thành. Giờ hãy chạy ra chỗ quầy tặng phẩm nào. Làm tốt lắm Tom. Và Tom nhí nữa, em cũng giỏi lắm. Billy, bạn có thể chọn thứ gì đó từ quầy tặng phẩm. Đúng là ý kiến hay, Billy. Với cái này, bạn có thể thấy những gì ở đằng sau. Tom nhí, coi chừng. Ôi không, Tom. Bạn sẽ phải chăm sóc hai xe hơi bị chậu hoa rơi trúng hôm nay rồi. Được rồi, Tom nhí à. Lần sau phải cẩn thận hơn đó. Và bên cạnh đó, giờ Tom đã có nhiều kinh nghiệm hơn với cái xẻng trong việc rửa xe rồi. Cảm ơn vì công việc của các bạn hôm nay, Tom và Tom nhí. Tạm biệt Billy. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Tiệm rửa xe của Tom. Ôi trời, Billy. Chuyện gì vậy? Sập tường à? May là siêu xe tải đã tới để giúp đỡ. Lại thêm một vụ giải cứu tuyệt vời nữa, siêu xe tải à? Gì vậy? Bạn bị dính đầy bụi bặm mà. Vậy phải làm sao đây? Tới tiệm rửa xe của Tom à? Ý hay đó.
Chào Tom, bạn có thể giúp siêu xe tải không? Đúng đó Tom, anh ấy cần được rửa xe. Vào trong đi siêu xe tải, chúng ta sẽ gặp lại bạn ở trong đó. Đầu tiên là gì hả Tom? Chúng ta cần dùng vòi nước để rửa sạch cho anh ấy à? Được rồi, bắt đầu nào. Đủ chưa Tom? Tất cả bụi bặm chắc đã vào mũi của bạn hết rồi. Giờ sao đây Tom? Xà bông mà. Bạn đã sẵn sàng cho các bước rửa xe còn lại chưa? Rồi à. Được rồi, tiến hành nào. Có dột không? Một biểu hiện khá tinh nghịch đó Tom. Bạn tính làm gì vậy? Bạn tính chọc cho siêu xe tải nhột hơn nữa à? Đủ rồi đó Tom. Siêu xe tải không chịu được nhột đâu. Làm tốt lắm Tom. Siêu xe tải đã sạch như mới rồi. Cảm ơn Tom. Hẹn gặp lại nha. Billy, coi chừng. Thật hú hồn hú vía. Cẩn thận đó Billy. Chúng ta không muốn nhờ siêu xe tải giải cứu bạn lần nữa đâu. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. Tìm rửa xe của Tom. Chào Dan. Chà, nhìn bạn dơ quá. Bạn vừa hoàn thành công việc phá dỡ sao? Bạn nên tới tìm rửa xe của Tom để rửa cho sạch đi. Chào Tom, đã sơn một tấm biển mới cho tìm rửa xe của bạn à? Nhìn tuyệt thật. Đèn hơi dơ một chút, Tom à. Thật tình thì rất là dơ. Làm gì trước đây Tom?
vòi tắm hoa sen à? Để rửa trôi những lớp bụi bẩn sao? Hay lắm, rất hiệu quả. Một khởi đầu tốt đó. Làm gì tiếp đây Tom? Rửa kính xe sao? Ý hay đó. Thật là bất ngờ khi Dan vẫn thấy đường để tới đây. Xong, làm rất tốt. Tới lúc sử dụng sữa tắm đặc trị rồi Dan. Được rồi, đã tới lúc rửa sạch hết bụi bẩn trên người. Giờ thì dùng bọc biển phải không Tom? Thoải mái không đen, như massage vậy. Tới lúc xả sạch xà phòng rồi. Bật công tắc máy sấy nào. Xong chưa Tom? Đã hoàn thành việc rửa xe cho Dan chưa? Ý hay đó, cần dùng một ít xi đánh bóng. Chà Dan, nhìn bạn thật tuyệt. Đứng yên nha Dan. Bạn bị dính sơn rồi. Tom cần lấy xô nước để chùi cho bạn. Hên là nó vẫn chưa kịp khô. Nhìn bạn tuyệt lắm Dan. Cảm ơn Tom vì mọi thứ. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Chào Steve. Công việc làm các con đường ở thành phố xe hơi đẹp và láng o của bạn thật là tuyệt vời. Chuyện gì vậy? Nhựa đường dính khắp con lăn của bạn sao? Ôi trời, chúng ta nên tới tìm rửa xe của Tom để rửa cho sạch sẽ. Ôi trời, Steve, nhìn xem bà đã gây ra những gì kìa. Sau lưng bạn đó. Hãy gọi Tom ra đi, nhanh lên. Chào Tom. Steve bị dính nhựa đường khắp người. Bà có thể rửa cho anh ấy không? Được sao? Tuyệt lắm. Hãy vào trong nào. Làm gì trước đây Tom? Xuống phun nước sao? Được rồi, hãy bắt đầu nào. Dùng súng phun nước để rửa trôi tất cả bụi bẩn trên người của Steve. Gì vậy?
bạn cho là nước lạnh không thể rửa trôi hết nhựa đường à? Chà, bà có ý kiến nào khác không? Nước nóng sao? Tuyệt lắm. Để xem có hiệu quả không nha. Chúng ta cũng dùng xà phòng chứ. Loại gì vậy? Siêu mạnh sao? Nhắm mắt lại nào Steve. Bà không muốn bị dính xà phòng vào mắt đâu. Giờ bạn mở mắt ra được rồi đó. Bạn đã sẵn sàng cho những bước còn lại chưa? Rồi à, được rồi, đi nào. Giờ là giai đoạn lau chùi. Nhìn sao hả Tom? Bạn nghĩ chúng ta nên chùi mạnh hơn nữa à? Được rồi Tom, làm thôi nào. Đừng lo Steve. Tom chỉ muốn chắc là rửa sạch những vết nhựa đường cho bạn thôi. Chà Steve, chưa bao giờ thấy bạn sạch sẽ như vậy. Đến lúc quay lại làm việc rồi chứ. Giỏi lắm Tom. Coi chừng vết nhựa đường kìa. Wow, xích nữa là dính rồi. Hẹn gặp lại nha Steve. Cảm ơn Tom. Hẹn gặp lại. Chào Lily. Chà, nhìn bạn hôm nay chắc là bận dữ lắm. Bạn vừa đưa mấy đứa trẻ đi dã ngoại sao? Tới các ngọn núi à? Có vẻ như bạn đã phải chạy một ngày dài rồi. Nhưng nhìn xem Lily, trên người bạn đầy những vết xước và bị lấm lem hết sau một ngày dài ngoài đường. Wow, khoan đã Lily. Chúng ta cần phải rửa sạch cho bạn và làm cho bạn thật đẹp để có thể ra ngoài và hỗ trợ các xe hơi nhí. Và chỉ có một nơi để tới thôi. Đó là tiệm rửa xe của Tom. Chào Tom, hình như bạn cũng có một ngày tốt lành phải không? Mà tụi mình cần bạn giúp đỡ Lily. Cô ấy có vài vết xước và bùn đất trên người sau một buổi dã ngoại. Phải Tom à, đúng là ý kiến hay. Sử dụng dịch vụ đánh bóng của bạn.
bạn sẽ cần đến một miếng vải mới và tốt để đảm bảo cho việc đánh bóng được hiệu quả. Màu vàng là màu ưa thích của bạn, vậy sao không chọn nó nè? Được rồi Lily, Tom đã sẵn sàng để giúp bạn được sạch sẽ. Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Tuyệt, đừng lo, sẽ rất vui đó Lily. Hãy bắt đầu với vòi phun nước và miếng xốp xà phòng để lau sạch bùn đất. Một khởi đầu tốt đó Tom. Và giờ là lúc rửa bằng nước để làm trôi đi những vết bẩn. Được rồi Lily à, Tom sắp bật công tắc máy sấy khô để chuẩn bị cho việc đánh bóng đó. Sắp xong rồi Lily. Tom à, chuẩn bị đánh bóng chưa? Được rồi, tuyệt. Bắt đầu thôi nào. Ồ, bạn nhột sao Lily? Cố chịu một chút thôi nha. Hoàn thành chưa Tom? Bạn có nghĩ là Lily đã bóng loáng chưa? Chà chà Lily, mưa tạnh rồi. Bây giờ nhìn bạn bóng loáng dưới ánh mặt trời. Chờ một chút, có phải đó là điều mình nghĩ không? Nhìn kìa Lily và Tom, cầu vồng xuất hiện kìa. Và ánh cầu vồng phản chiếu trên người của Lily. Thật ngạc nhiên phải không Tom? Bạn chắc chắn đã làm tốt công việc với dịch vụ đánh bóng đặc biệt đó. Cảm ơn vì mọi thứ Tom à. Hẹn gặp lại.